Dơm thì chỉ ủ nãy nó thôi. Vâng. Đấy, nó trắng, bột mềm. Đây, chú đang đục cái làm cái khoan. Mình cái này để khoan cái lỗ. Cái dây thép nhỏ dài khoan cái ống trúc. Cái này dài đo vào cái này. Chú ơi, cái cách nấu rượu cần, cách làm này là chú được học từ đâu ạ? Cái này của tôi của người già là của thời xưa, nó chỉ có chả biết đi mua rượu đâu, nó vâng. Từ làm mà từ nấu mà từ ăn uống. Vâng. Cái rượu này. Vâng. Đấy. Từ ngày xưa các cụ thôi. Vâng. Học để truyền lại thôi. Vâng. À, đấy ạ. Không đi học đâu, các cụ nó từ làm. Vâng. Kể cả cái cách mình làm cái ống để mình hút rượu cần này cũng mình cũng cứ tự học theo. Tự làm. Vâng. À, chú bảo là ngày xưa không có chum thì làm bằng ống tre. Và ống tre to thì mười mấy người uống là còn say. Mai vào uống nhá, rượu cần nhá. Mai vào uống rượu cần ạ. Chú đang mời Mai vào uống rượu cần lên nhà mới của anh Giót. Mai thì cháu đi làm, không biết cháu có vào được không? Làm đâu, mai thứ bảy đấy mà. Vâng. Xuống đi khoan đi. Đi khoan. Buộc cái ống này vào cái cột nhà. Dưới đây có một cái lỗ. Lỗ này này. Dưới này có một cái gì đó, tôi cũng không biết, một cái màu sắt. Đây là cái trúc. Đây là cái cần hút. Cái cần này đục lỗ xong là phải gác bếp chú nhỉ? Ừ, gác bếp cho nó và làm đẹp, phải gác bếp. Thực ra có nhiều cách để làm đẹp được cái ống trúc này. Với mục đích thì cũng chỉ để hút thôi, nhưng mà cắt các đầu ống. Đó, ống hút. Và bây giờ là cái việc là bây giờ là phải đục các cái mắt này chú nhỉ? Ừ. Đó, các cái mắt này. Đó, nó chỉ bằng đúng ngón tay út thôi anh em ạ. Đục các cái mắt này. Mắt này để thông. 1, 2, 3, 4 cái mắt. Khoan thôi nhỉ? Vâng. Xem cách chú khoan nhé. Cháu lần đầu cháu nhìn thấy cái này. À đấy.
cái khoan rất là hay nha ạ. Khoan nó chạy đây. Thế là xong rồi ạ. Xong ạ. À, đấy là một cái ống. À, chú thổi nó đã theo thông rồi nhá. Đấy. Ừ, rất hay. Trong cái ống kia là một sợi sắt. Vừa nãy đấy. Bắt đầu là dùng khoan đây này, sợi sắt đây này, đấy, cái sợi sắt này nhỏ này, đánh bẹt đầu, đấy, để khoan nổ. Thông rồi đó. Giống như là xôi cách thủy đang bốc hơi rất là nhiều. Phải cho thêm nước à cô? Vâng. À, khi nào cái gạo này mình thử nó mềm là được à cô? Vâng. Nấu rượu cần nhé, rượu cần của người dân tộc Khơ Mú ấy nhé. Sau sẽ ra cũng... những cái chùm rượu cần rất là đẹp, rất là ngon, thơm. Và men lá uống không bị đau đầu. Rất là an toàn. Bây giờ cái men lá này mình sẽ giã cô nhỉ? Vâng, nghiền đấy. Nghiền ạ. Vâng, lấy vào máy nghiền đấy. Vâng. Cái cối đấy để làm gì ạ cô? Hả? Cái cối đấy để làm gì ạ? Cái nào? Cái cối đấy. Để làm giá cái ướt ra cái nọ cái kia ăn. Vâng. Cục men lá. Những cái quả men lá to bằng như là chiếc bát con. Giờ cho vào giã, rất là khô, về để trên gác bếp. Đã ngửi thấy có cái mùi men nồng nồng của rượu. À. Ngâm này nó lên men nhanh. Cái chỉ giá bằng này là đủ thôi cô nhỉ? Giá hết ạ. Giá hết ạ. Rất là tơi. À, mỗi cái dịp nhà mới này, lễ hội này. Làm khoan này cô nhỉ? Vâng. Làm cũng làm lễ này. Làm cũng làm lễ thì sẽ đều uống rượu cần. Vâng. Một chung rượu cần này 10 người uống là 10 20 người uống đều được. Vâng. Rất là say. Rất là say đó. Chín rồi này. À, cách kiểm tra. Kiểm tra bằng cách chỉ cần bóp hạt gạo ở trên là biết là chín hay không. Chín rồi, bây giờ là đổ ra hả cô? Vâng. À, đổ ra và đợi nó nguội. Ừ. Hơi nguội thôi hay là để nguội hẳn là cô ạ? À? Để
nó nguội hẳn. Không nguội hẳn thì lấy men vào thì nó lại chua. Vâng, phải để nguội hẳn. Không nguội hẳn là cho men vào sợ chua. Đây có một cái lợn rừng hai tạ đây nhỉ. Săn bắt được ngày xưa rất là lâu rồi. Cái răng của nó rất là dài. Cái răng rút mãi chưa ra hết. Wow. Cái này phải được 15 phân đấy. Dài lắm, răng lợn rừng. Đổ cái mẻ này ra này, lại cho cái mẻ này vào luôn à cô nhỉ? Vâng. Cho vào luôn. Vâng, lại nấu tiếp. Vâng. Như vậy là chúng mình một ngày này mình có thể nấu được rất nhiều nồi cô nhỉ? Vâng. Đây là gạo. Gạo đã chín. Gạo và chấu được trộn lẫn nấu. Cho men xong là mình cho vào chum luôn hả cô? Không ạ. Chưa cho vào chum ngay đã. Vâng. Khoảng 3 4 đêm ạ. 3 4 đêm. Nó nở nóng nóng. À. Thì bắt đầu vào giả như thế này nữa cho nó nguội. Vâng. Mới vào chum được. À mới vào chum xong là bịt kín chum như những chiếc chum này. Vâng. Đây chiếc chum này là mai uống được rồi anh em. Cô ơi cho mở cái chum này ra được không? Có ạ. Đây này. Xỉu cần sau này bây giờ là chỉ cho nước vào đây thôi cô nhỉ. Vâng. Nước lọc, nước đun sôi để nguội cho vào đây. Vâng. Và mình sẽ cho cần vào và uống hút. Ừ, thơm lắm. Thơm mà thơm mà ngọt cô ạ. Thơm lắm. Cháu vừa thấy thơm và vừa ngọt. Uống thì nó mát mát đấy. Vâng. Nên mình làm thế, bên họ làm thì uống thì nó hơi nóng nóng. Vâng, cái này thì nó uống vừa nó lại thấy cảm có vị cảm lấy mát cô nhỉ. Sau khi nấu chín thì sẽ sàn ra cái này để nguội, cũng rất là nhanh nguội thôi. Sẽ rắc men lá vào. Cô bảo là men lá để uống nó có vị mát, nó nhanh nâu nâu nóng. Nhưng cái men ngoài kia thì nhanh được nhưng mà uống có thể bị đau đầu nha. Men nếu mà mua ngoài chợ, cho nên là bà con ở đây chủ yếu là dùng men lá. Đấy, sau khi cái nồi thứ nhất được rồi thì tiếp tục cho gạo vào đây. Chỗ này được 3 nồi rồi cô nhỉ? Được này, chắc. Vì cô đong chưa? Cái này không đong, cái này nó chỉ đong chum thôi. À, đong chum rồi, còn cái này chưa đâu. Như vậy là một ngày có thể nấu được 20 cái nồi như này cô nhỉ? Vâng. Thoải mái. 20 chum. Một ngày làm tối đa có thể được 20 chum triệu. Nhưng mà còn thời gian này ủ nữa. Vâng. Phải nấu nấu này còn rắc men còn ủ nữa. 3-4 đêm mới được. Này thì... sau khi nguội. Vâng. Gói để kín kín cũng được ạ. Vâng, gói để kín ạ. Nhưng mà nó rất nhiều thì phải lấy đi giấy, túi giấy bóng ấy. Vâng. Lắp vào. Vâng. Lắp vào cho nó kín. Cho nó kín luôn ạ. Vâng. Nó không ngủ được. Đây, rắc men lá đây nhá. Rắc đều men lá vào.
đào đều, có nhà xào thật đều. Vâng. Như vậy là đủ men chưa chú? Đủ. Chỉ cần ít thế ạ. Vâng. Một chút men thôi, một chút men lá thôi là đủ anh em ạ. Anh em thấy yêu thích kia cùng thấy hay video này thì like, chia sẻ để giữ gìn cái bản sắc truyền thống làm nấu rượu từ xa xưa, làm bằng men lá, đảm bảo an toàn. Thế này thì gói như thế để cùng mấy đêm mà cô? Gói như này không cần tu bóng thêm ạ? Có ạ, nếu mà nó rét nhiều thì phải thêm ạ. À, nhiều thì phải thêm tu bóng. Không rét nhiều thì cứ gói như thế này cũng được. Vâng. Rét nó không rét nhiều thì 3 đêm ạ. Vâng, không rét nhiều, tức là thời tiết ấm thì là 3 đêm. Vâng. Còn nếu mà nó rét nhiều thì phải thêm tu bóng nữa để tạo độ nóng cô nhỉ. Vâng. Thì cũng phải 3-4 đêm mới được. Vâng. Thì bắt đầu sau được 3-4 đêm rồi thì mình bắt đầu mới cho vào trong chum mà cô. Vâng. Vâng, bắt đầu mới cho vào trong những chiếc chum như này nhá anh em này. Thì xong rồi gói kín, bọc kín trên. Khoảng 1 tuần hoặc là 2 tuần bắt đầu sử dụng được, càng lâu thì càng ngon, càng thơm. Vâng. À, vâng. Thế là cháu hiểu công đoạn làm rượu men lá. Hôm nào cháu vào thì cô hướng dẫn cháu cách tạo ra các cái quả men lá này cô nhé. Vâng, hôm nào làm men lá nhá, gọi thầy về chứ. Vâng vâng, thì cô cho cháu xem để nó ủ lên men rồi, vấn đề dù thì cho nó nguội như cái này nữa. Vâng. Mới cho vào chum. Vâng. Đấy. Vâng. Khi được rồi mình mới là để nguội. À. Mới cho vào chum. Vâng. À thế ạ. Cô Hạc thì năm nay cũng 60 rồi mà cô còn đang đi học lớp xóa mù chữ. Họ không biết ạ. À, vâng. Thế nên là cô cũng dành cái thời gian đi học rất là nhiều. Trước này cô vì điều kiện gia đình, điều kiện về nhiều thứ cho nên cô chưa được theo học các cái lớp học. Bây giờ cô đang đi học. Ở kia đang còn một cái nồi nữa. Đang sôi tiếp và để làm tiếp một chum nữa như này. Vâng, hôm nay cháu cảm ơn cô. Việc hôm nay đến đây thì hôm sau cháu lại tiếp tục là cháu vào cháu nhờ cô nhé. Vâng. Cháu cảm ơn cô. Nhớ thầy nhé. Vâng.